Bản chất chống phá trắng trợn của Đặng Đình Mạnh đã bị phơi bày. Phiên tòa xét xử sơ thẩm nhóm khủng bố và đồng phạm tại Đắk Lắk được dư luận trong và ngoài nước quan tâm, hầu hết đều lên tiếng hoan nghênh vì tính chất đặc biệt nghiêm trọng liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia. Những kẻ phạm tội khủng bố, giết người, phá hủy tài sản cực kỳ man dợ. Và vụ án này có liên quan đến các tội phạm nước ngoài chủ yếu tại Mỹ với mục đích nhằm lật đổ chính quyền nhân dân để thành lập cái gọi là nhà nước đề ga. Trái với hầu hết dư luận, truyền thông phương Tây và những thành phần phản động lại ra sức bênh vực bao che tội ác cho những kẻ khủng bố. Ngày 17 tháng 1 năm 2024, chỉ một ngày sau phiên xét xử, trên trang BBC, kẻ đào tẩu lưu vong Đặng Đình Mạnh đã có bài: thấy gì từ phiên tòa xét xử 100 người vụ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk. Trong bài viết này, Đặng Đình Mạnh đã bóp méo hoàn toàn bản chất vụ án bằng giọng điệu như khẳng định rằng quyền tự do tôn giáo chưa bao giờ tồn tại ở Việt Nam. Có thể thấy, chính quyền có chủ trương đàn áp tôn giáo một cách có hệ thống, rộng khắp trên toàn lãnh thổ và khốc liệt nhất là trên cao nguyên, với đồng bào người Thượng. Hay, chính quyền cũng ra tay cướp đoạt đất đai của họ. Dường như ông ta cố tình phớt lờ sự thật khi mà tại tòa, các bị cáo và những kẻ cầm đầu đều đã khai nhận là bị các đối tượng phản động tại Mỹ, tàn dư của Phun Rô trước đây, xúi dục, lôi kéo. Thậm chí, một trong các đối tượng này đã nhập cảnh trái phép về Đắk Lắk để trực tiếp chỉ huy họ. Các đối tượng cốt cán trong nước, theo chỉ đạo của các đối tượng lưu vong tại Mỹ như Imut Mlo, Isik Nye, Inien Aya, Ibut Eban, Ibe Eban, Echanh Bài, Isonie, dùng nhiều thủ đoạn tuyên truyền, lập nhóm vũ trang lấy tên gọi là lính đề ga. Mưu đồ kẻ chỉ đạo là gây mất ổn định, gây mâu thuẫn, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chia cắt Tây Nguyên ra khỏi đất nước, thành lập nhà nước đề ga tự trị. Nhìn lại quá trình hoạt động của Đặng Đình Mạnh khi còn là luật sư trong nước, ông ta từng gian trá về hành xử và cấu kết thành phần phản động chống phá lộ liễu. Được biết, Đặng Đình Mạnh từng tham gia bào chữa cho bà Dư Thị Tuyết, là người Mỹ gốc Việt hiện đang định cư tại Hoa Kỳ khởi kiện, yêu cầu chồng là ông Vương Thành Kim phân chia tài sản chung trong thời gian hôn nhân. Đến năm 2020, vụ án đó kết thúc. Trước đó, bà Tuyết đã ứng tiền cho Mạnh còn thừa 7,4 tỷ đồng Việt Nam. Khi bà Tuyết yêu cầu hoàn trả, thì Mạnh tìm nhiều lý do khất lần, đến nay vẫn không trả số tiền ấy cho thân chủ của mình. Một số người có trách nhiệm, nghĩa vụ liên quan đều nói rằng Đặng Đình Mạnh gian lận lấy cắp số tiền 7,4 tỷ đồng Việt Nam của bà Dư Thị Tuyết. Đặng Đình Mạnh cùng mấy luật sư nhận bào chữa cho bị cáo Lê Tùng Vân và đồng phạm trong vụ án Tịnh Thất Bồng Lai. Không hiểu giữa các bị cáo với nhóm luật sư đã thỏa thuận giá cả bào chữa ra sao. Nhưng khi Tòa Phúc Thẩm Long An tuyên y án Lê Tùng Vân và các đồng phạm, thì Đặng Đình Mạnh cùng Nguyễn Văn Miếng, Đào Kim Lân đã trốn chạy một cách hèn hạ, ô nhục sang Mỹ. Đặng Đình Mạnh và nhóm luật sư bào chữa không bào chữa nổi cho sai phạm của các bị cáo trong vụ Tịnh Thất Bồng Lai. Do vậy, chúng tìm cách chống đối lại phán quyết của tòa bằng việc hàng ngày lên mạng xã hội đưa ra những thông tin xuyên tạc, cung cấp những thông tin sai lệch cho các đài báo nước ngoài thiếu thiện chí, các tổ chức chuyên nghề chống phá đảng, nhà nước Việt Nam. Đặng Đình Mạnh đã lộ nguyên hình của một kẻ phản động chống phá đất nước. Tuy nhiên, dù chỉ riêng Đặng Đình Mạnh hay cả trăm kẻ đứng ra che chắn cho các bị cáo trong vụ án khủng bố ở Đắk Lắk cũng không thể tẩy trắng được tội ác tày trời của chúng. Và họ đã phải nhận những bản án thích đáng, điển hình là những kẻ cầm đầu.